Và một câu hỏi nữa là whey protein có thể dùng cho người bị bệnh tiểu đường không? Whey protein có thể là sự lựa chọn tốt cho những người bị tiểu đường do khả năng hỗ trợ và kiểm soát đường huyết của họ kém. Tuy nhiên thì nên lựa chọn các sản phẩm không chứa đường hoặc các chất tạo ngọt nhân tạo và luôn phải tham khảo ý kiến của bác sĩ nhé. Thì whey protein nó sẽ giúp kiểm soát đường huyết, cải thiện đường huyết bằng cách kích thích tiết insulin và giảm hấp thụ glucose vào máu. Điều này có thể giúp ích cho những người bị bệnh tiểu đường loại 2. Thứ hai là các bạn phải tiêu thụ hợp lý. Người bệnh tiểu đường nên tiêu thụ whey protein một cách hợp lý, có chừng mực và theo dõi các phản ứng cơ thể đối với sản phẩm, đặc biệt là những người đang dùng thuốc hoặc insulin để điều trị bệnh. Và tốt nhất những người sử dụng những người bị bệnh đường huyết này nên sử dụng những cái loại protein không có vị và không có chất tạo ngọt nhân tạo và protein hấp thụ tốt để mà tốt cho sức khỏe. Thời điểm sử dụng whey protein đối với những người tiểu đường là các bạn có thể sử dụng sau bữa ăn, có thể làm chậm sự gia tăng đường huyết sau bữa ăn và nhờ vào tác dụng kích thích insulin của protein. Và các bạn nhớ là sử dụng với liều lượng nhỏ rồi từ từ tăng lên để theo dõi ảnh hưởng protein đối với đường huyết và cũng là tránh được nhiều tác dụng phụ có thể xảy ra. Bị gút có sử dụng được whey protein không? Thì người bị gút cần cân nhắc khi sử dụng whey protein, thì tại vì whey protein là nguồn từ protein động vật có thể làm tăng cái nồng độ axit uric trong máu lên và làm trầm trọng thêm các triệu chứng của gút. Tuy nhiên thì whey protein là được coi là một trong những nguồn protein sạch và thường chứa ít purin hơn so với các loại thịt đỏ và hải sản và những nguồn thực phẩm được khuyến nghị trong hạn chế đối với những người bệnh gút. Để đảm bảo an toàn, tốt nhất là các bạn nên hỏi ý kiến của bác sĩ và tham khảo các chuyên gia để bổ sung whey protein vào chế độ ăn uống của riêng mình. Tại vì những chuyên gia này có thể là đưa ra được những lời khuyên phù hợp và lượng protein cần thiết và loại protein nào phù hợp với cơ thể để tránh được bệnh gút, và tốt nhất là nên sử dụng các nguồn protein từ thực vật. Đây, cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi video của tôi. Xin chào và gặp lại. Các bạn có câu hỏi nào cứ comment xuống bên dưới và tôi sẽ trả lời cho các bạn hết, không bỏ sót một câu nào cả. Bye bye, xin chào và gặp lại.